ui, quả xe máy mới nhá, xe máy sự kiện Free Fire nha, mọi người thấy không? Ui ôi, có cả đèn LED luôn, đèn phanh anh em ạ. Anh em phanh lại nó sẽ sáng đỏ, ui quả ngầu không? Không phải nói kiểu chạy mô tô trong game Free Fire Max thì tuyệt vời anh em ạ. Ui trời ơi. Bạn nào bảo là Free Fire Max này chơi lag, chơi giật thì đi ra đây. Hiện tại thì mình bật đồ họa cao nhất và chơi kiểu ngon vai, trời ơi. Đấy, đây là quà tặng nhá, cho chuỗi sự kiện sinh nhật Free Fire nha. Là kiểu phải có câu mài sắt nhá, có ngày nên kim nha anh em. Nào, 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 nào. Ôi, oh my god. 11.999 kim cương. Yo, wow. Ôi, rực rỡ ha. Gói tiệc bất ngờ nhá, trời ơi, bộ trang phục xịn vãi cả trường nha. Và ba cái món này là ba món sinh nhật Free Fire 3 năm tuổi nhá. Ai, xịn không, đẹp không? Sắp tới thì sinh nhật Free Fire 23 tháng 8 nhá. Các bạn đăng nhập các bạn sẽ có cơ hội nhận quà VIP vãi cả trường luôn. Múa quạt anh Bảy phải gọi bằng cụ luôn. Anh em rực rỡ không ạ? À? Yo. Lần này là game Free Fire nhá, sinh nhật 3 năm tuổi, chơi lớn cực kỳ luôn nhá. Cái phương tiện các bạn sẽ có đây, nó sẽ là cái con xe này đây, xe máy cuồng loạn luôn, trời ơi. Anh em có hóng video nhận miễn phí ba cái món này không ạ? À? Để kẹo sẽ làm video hướng dẫn nhá. Hôm nay là trong video này là kẹo sẽ trải nghiệm trước cho anh em xem là quà sinh nhật Free Fire sắp tới nó xịn xò cỡ nào. Trời má ơi, quà xe máy này. anh em thấy quả xe máy hoàn thiện đẹp không? Wow, phải nói là rực con mẹ nhà bà dỡ luôn anh em ạ. À, đây thì còn một cái bộ trang phục nữa. Đây thì nó sẽ là bộ trang phục thỏ quần què. À, tôi lộn. Thỏ sinh nhật Free Fire 3 năm tuổi nha. Trời ơi, lần này đúng là game Free Fire chơi lớn nhá. Tặng cho anh em mấy cái này vào cái hôm sinh nhật Free Fire phải nói là rực rỡ nha. Ơ nhưng mà cái này là các bạn phải tham gia event sự kiện đấy nhá. Đây, hôm nay là trong video này kẹo sẽ review đồ thôi, để cho anh em biết là đồ nó xịn xò cỡ nào nhá. Rồi là video hướng dẫn sự kiện sẽ có sau này. Ui, đậu xanh, từ nhá. Thế nên này, tính nhờ với anh á. Làm sao, nào, ra đây. Úi ôi, đéo hiểu kiểu gì. Vãi cả nhờn là nhờn thế nào. Yo nha. Ai mọi người ơi, dạo này thì mình bận quá cơ, mấy hôm rồi mới ra được video cho mọi người xem ấy, rất là nhớ mọi người nha. Nếu mà mọi người thấy video của kẹo hay ấy, mọi người đừng quên là nhấn nút like cũng như là chia sẻ cho video nha, để video có thể là có được nhiều view. Và đấy cũng là một cái động lực để mình tiếp tục ra những cái video tiếp theo nó hay hơn, nó chất lượng hơn, để phục vụ cho tất cả những khán giả đang xem trên kênh của Sĩ Kẹo nha. Đấy. Dạo này là làm YouTube nó không được bao nhiêu, kiểu tức là mình làm ấy nó chả đáng bao nhiêu tiền cả anh em ạ, không sống được đâu. Thế nên là mình cũng có công việc, mình làm thêm, mình kiếm thêm thu nhập thôi. Ui bỏ mẹ. À mà cái bản kẹo đang chơi đây là Free Fire Max mọi người nhá. Ui cậu đéo hiểu kiểu gì, thanh niên này. Ui, không hiểu sao kiểu bạn ấy lại ngồi đấy xong mình bắn cho. Ui đéo hiểu luôn. Thảo nào mình thấy có cái gì đấy sai sai anh em ạ. Ôi thanh niên tình núp với mình cơ, núp làm sao được hả em ơi, trời ạ. Đúng là xin người luôn anh em. Yo, hiện tại thì kẹo đang ở trên phía cổng chờ rồi nhá. Đây. Ui, nhiều đồ dã man. À và bạn cứ tung dầu chơi thôi. À, cơ bản thì sau vài ngày trải nghiệm game Free Fire Max mình thấy là ui đủ ma, cái đạn bay nhá, đồ họa nó cũng rất là đẹp. Ui ôi, vứt nhẹ nhàng ấy, vỡ mẹ đầu bây giờ. Ơi, ra đây. Ui, dựng mong keo. Thật ra là mình chơi với nó thôi. Nhờ xíu thôi. Ui, bạn ơi, bạn ra đây. Ui, bạn ở trong đấy, bạn tính làm gì mình cơ? Quần máu đã. Đấy, phải đầy máu ấy, chúng ta mới tự tin được. Nào người nghe mùi. Từ anh em ơi, đây. Lựu đạn thì luôn sẵn sàng nhá. Đó, và nào, để mình xem. Mình ra ngoài để cái. Úi ôi, ui, thanh niên. Đùa bố mày à. À, nhờn này. Nào. Nhờn với anh á. Nhờn là nhờn thế nào? Đây, ok. Quần máu đã đàng hoàng nha. Và từ để mình qua đây. Rồi nè. Wow, AK, xịn luôn. Úi ôi, mày ra đây. Tao nhờn mày á hả? Nó đéo thêm ra kiểu mày
không thèm ra đúng không? Thôi từ từ. cái này là không có vội được nhá mọi người nhá, cái này không vội được đâu. Ơ nhưng mà mày trốn đâu nhở? Thằng này tài thật nhở? Hay là nó vẫn trốn sau bông keo nhở? Ui, à đây, à con chó này, bố mày sợ mày quá. À, nào, ui giời, mới bắt đầu. vỗ tay, ui, cái gì ấy? Nó tính hồi sinh nhá. Nhờ hồi sinh nhau ra được. Tôi thấy người nó giật giật như kiểu cương thi anh em ạ. Đấy, nếu mà anh em xem một bộ phim cương thi Trung Quốc đúng không nhỉ? Đấy thì anh em cũng biết rồi không? Mà chết nằm xuống rồi lại còn kiểu bật dậy. Ôi, sợ quá. Sợ quá thì phải làm thao. Ok. Hôm nay thứ mấy nhỉ? Ơ mà thứ mấy thì anh em, tôi nghĩ là anh em vẫn đang được nghỉ hè đúng không? Đấy, ở nhà nghỉ hè chắc là sướng lắm. Đó. Nào, let's go. Và tất cả những anh em mới vô kênh của Sĩ Kẹo ấy, thì nếu mà các bạn thấy video của mình, anh em thấy thích xem ấy, thì mọi người đăng ký kênh nha, để có thể là theo dõi nhiều video hơn. Và Kẹo đặc biệt cảm ơn tất cả mọi người nha, đăng ký kênh, nhấn chuông nha, để đón chờ video mới nha. Và nếu như các bạn có ý tưởng gì, đừng quên comment ngay bên dưới video, thì mình sẽ làm những cái video theo ý tưởng của mọi người. Đấy, đơn giản mà. Nào. Wow. Hôm nay thì nói chung là trải nghiệm cái bộ trang phục mới này. Nó là một cái bộ trang phục mà nó sẽ có mặt trong cái sự kiện Free Fire sinh nhật 3 năm tuổi nha. Anh em làm sự kiện thì sẽ nhận được cái bộ trang phục này ngầu vãi trưởng luôn. Yo. Now, let's go. Và bây giờ chắc là mình chạy qua cái chỗ thính kia nhá. Well. Vâng. Phải nói là rất là may mắn khi mà mình là một trong những cái streamer được trải nghiệm trước này. Cái bộ trang phục này tôi quên mẹ tên rồi, nhưng mà đây là bộ trang phục sinh nhật Free Fire 3 năm tuổi nha. Đấy, ui, từ vỡ mẹ đầu. Ui đừng, anh ơi bình tĩnh này, anh ra đây em xem. Ui bạn trưởng, nó công liệu tôi. Ui đừng, có mẹ may vẫn chạy được tuổi, có mà ném liệu anh. Có mà ném liệu anh ấy ném làm sao? Rồi nha, đấy phải cuốn máu cho nó đầy cây luôn. Nào thanh niên, bố mày nhởn mày à? À, con chó này. Ui mẹ mày, nó lại trốn xong bông keo. Làm sao mày? Mày xem mày trốn đây. Bố mày nhởn mày à? À, ui, à thế làm sao mà à? Ok nha, xịn nha. Yo, từ đây, mình lượm thêm mấy cái này nhá mọi người nhá. Ui, khá nhiều túi máu đấy ạ, 8 túi máu. Ui, mà tôi chắc á. Xuống. Ơ, xuống thật à? Vãi xuống xe thật luôn kìa. Ui, bạn này, bạn ấy nghe lời nhỉ? Trời ơi, sao? Gì mà nghe lời dữ vậy? Chắc là bạn ấy đang kiểu ngơ ngác bảo. Ui, sao thằng này kiểu trang phục của nó xịn thế, trang phục của nó lạ thế mà mình lại không có đâu. Đấy, tôi lạ gì tâm lý của anh em nữa, đúng như thế đúng không? Yo, được rồi nha. Ok. Đấy, phải nói là ngon luôn. Nào, lượm thêm trái bông keo nhá. Ồ, ngứa tay này. Bắn chơi cái anh em ạ. Ngứa tay bắn xe, mon tất chắc chơi. Cơ bản thì bây giờ tầm này chỉ còn hai đứa thôi. Để xem là chúng nó đang ở đâu lại. Chúng ta xử luôn đúng không? Đấy, cái bộ trang phục này, sinh nhật Free Fire 3 năm tuổi này. Xịn không? Tôi thề luôn, cái này trang phục nó lại phong cách vãi luôn ấy. anh em thì đúng không này? Ui ôi, và cơ bản thì đây là một phiên bản Free Fire mắc đồ họa. Anh em sẽ thấy là đồ họa đẹp vãi cả trưởng ra. Mọi người lại bảo với mình là không phải đấy. Rồi nha, từ chắc là mình ra phía ngoài này cái. Và chúng ta có, đấy, lượm thêm một keo này, mũ cấp 4 luôn. Phải nói là quá là xịn anh em. Trang bị bây giờ nhá, mũ 4 này, giáp 4 này. Đấy, nhưng mà đéo hiểu kiểu gì hai thằng dở ngươi trong cái trận ngày hôm nay chúng nó chạy đéo đâu rồi, đéo hiểu anh em. Giờ nhá, nào, tầm này thì nó cũng nhàn thôi. Kẹo thì kẹo, bây giờ tâm lý ở chơi game mới vô cùng tự tin đấy. Mỗi lần lên chơi game kiểu ngồi nói chuyện với mọi người đã thấy vui ạ. Mạnh chạy đi đâu ấy? Ơ, đứng lại. Ui, quả nhìn đường đạn Free Fire Max này, làm sao à, làm sao nó dựng một kẹo kìa. Theo chân kẹo. bình tĩnh nha người anh em. Cậu đang sắp chuẩn bị đối đầu với game thủ chuyên nghiệp à? Đéo phải,
tôi là kiểu tôi chỉ là một streamer anh em ạ. Chơi game cho vui chứ nói thật với anh em có chơi game giỏi đâu, nhưng mà nào, cái thằng này tôi xử được. Tôi thề với anh em thằng này tôi xử được. Tôi mà không xử được mày này thì tôi xóa game nhá. Nói thế chứ mình xóa game bao nhiêu lần rồi, kiểu ui mẹ vãi lúa, còn tí máu đi, 20 máu đi. Nói thật với anh em chứ mình xóa game bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần cập nhật game Free Fire thì hầu như là thi thoảng nó bị lỗi là mọi người đều phải xóa game, mọi người tải lại mà. Đấy, nói về chuyện xóa game thì chiêu mọi người tí thôi. Chứ còn là kẹo thì vẫn tích cực ra video clip đều cho anh em xem. Ơ nhưng mà ui bỏ mẹ đéo hiểu, pin cái đéo gì đây mà đã kiểu dưới 20% pin. Lúc mẹ nó cũng hết pin nhỉ. Cay cú thật sự. Và mọi người có để ý là cái hiệu ứng vòng bo nhá, Free Fire Max này. Xịn không? Quá là xịn luôn. Nhưng mà thằng cuối đâu nhở? Anh em đã nhìn được ra vị trí của thằng cuối chưa? Tôi sẽ ở đây rồi nhá. Đó, ngồi ở cái tảng đá này chơi nhở. Sở giáp. Các bạn là trêu ngươi thằng cuối thôi anh em. Nhưng mà nó thì nó không ở cái khu vực này chứ. Mà đéo hiểu kiểu gì. Hôm nay thì với cái con nhân vật này là nhân vật Capella ấy, thì mình có add thêm tính năng của đấy, mọi người là có thấy kỹ năng chủ động của Alok này, rồi là thêm cái nhân vật mới là Lucetta này, cũng như là Hazato ấy. Mình thấy combo kỹ năng này ui quả xe máy mới nhá, xe máy sự kiện Free Fire nha, mọi người thấy không? Ui ôi, có cả đèn led luôn, đèn phanh anh em ạ. Anh em phanh lại nó sẽ sáng đỏ, ui quả ngầu không. Mọi người nói kiểu chạy mô tô trong game Free Fire Max thì tuyệt vời anh em ạ. Ui trời ơi. Bạn nào bảo là Free Fire Max này chơi lag, chơi giật thì đi ra đây. Hiện tại thì mình bật đồ họa cao nhất và chơi kiểu ngon vai trời ơi. Đấy, đây là quà tặng nhá cho chuỗi sự kiện sinh nhật Free Fire nha. Anh em thấy đẹp thì comment nào mà anh em nào bảo không đẹp hả? Cái này đẹp vãi cả trưởng ra luôn ấy trời ơi, xe này màu này các kiểu này. Đấy. Cái này là Gardena Free Fire đã đặt cho các bạn một cái bộ tem dán DK đúng không? Đấy. Trông rực rỡ không? Đấy, tôi phải ngồi đây tôi quay cho anh em xem nhá. Xịn không? Sự kiện sinh nhật Free Fire nhá. Ui quả con xe chất lượng đừng hỏi. Rồi nhá. Let's go mọi người. Ui ồ. Anh em thấy tôi quả tổ lái khét lèn lẹt luôn. Đấy. Ui đây à? Ốp con đỏ. Ui. Sợ quá. Ui thằng kia nó dựng bóng keo nhanh nhỉ. Ăn lựu đi em ơi. Ơ, ra đây á. Ơ, quần đỏ áo đỏ luôn. Hình như là, quần hồng áo đỏ. Thằng cà ve này. Ui. Ok, cái thằng cà ve này. Bố mình nhờ nó. Yo, buya. Tuyệt vời luôn. Yeah. Và chắc là kẹo sẽ kết thúc video này tại đây. Bởi vì là cũng khá là dài rồi. Tầm này thì bye bye và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo nha.